Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng rùa cắt gió đá ha, rùa cắt thẳng của đến từ thương hiệu Huawei của Đài Loan ha. Và mã sản phẩm là CG1-30 ha anh chị ha. Rồi phía dưới đây là nó sẽ có cái phụ kiện đi kèm đây ha. Phụ kiện đi kèm bao gồm là hai cái khóa đây ha, mình có để sẵn ở bên ngoài hết rồi. Hai cái khóa và ba đầu bét ha, ba đầu bét đây. Đấy, ba đầu bét ở trong hộp hết nha. Đây là bét theo kích cỡ khác nhau ha anh chị ha, chứ nó không có giống nhau. Rồi tiếp tục theo đó là hai cái đuôi chuột ha, hai đuôi chuột đầu khí đó, để mình gắn khí vào. Rồi một cái cung ba ha, cung ba, cung ba đi theo máy luôn nha. Rồi đây là cái bộ phận hộp đây ha, đây là bộ phận hộp của máy. Thì máy mình có để sẵn ra bên ngoài rồi ha anh chị ha. Đó, mình đã cắm nguồn điện vô rồi, để chút nữa vận hành cho anh chị xem máy chạy ra sao ha. Rồi đầu tiên thì như anh chị thấy thì mình cũng lắp đặt nguyên bộ ha, nguyên bộ của máy rồi. Mình chỉ cần mua về và gắn bình khí vào, mình sử dụng thôi ha, khí gió đá vào. Rồi tiếp tục theo đó thì bộ phận điều khiển như anh chị đã thấy thì đây là cái bộ phận dây nguồn ha. Mình có cắm sẵn dây nguồn rồi, bộ phận dây nguồn của máy đây. Và bên cạnh đó bên trên đây là sẽ có một cái bộ phận công tắc nguồn ha, on off ha. Phía dưới thì nó sẽ cũng có một công tắc này sẽ điều chỉnh như hai chữ off đây. Ở chính giữa là mình tắt máy đây ha. Rồi phía trên là mình cho máy chạy lên trên này ha. Rồi ngưng, chạy xuống, máy chạy xuống đây ha. Đây là máy chạy xuống anh chị ha. Rồi tiếp theo đó thì đây là cái nút đèn báo tín hiệu thôi ha, đèn báo tín hiệu của máy. Và đây là cái nút điều chỉnh tốc độ ha. Con này thì tốc độ từ 50 cho tới 1750 vòng chính phút ha. Đó. Rồi bên trên đây thì nó sẽ có một cái relay, một cái cầu chì ha, cầu chì máy. Phía trên này thì nó sẽ có một cái bộ phận tem thông số kỹ thuật ha, mã máy đây, điều chỉnh nổi, in miếng nhập nổi hết nha. Rồi thì mã máy là CG1-30 đây ha. Và vòng tua từ 50 tới 750 vòng những phút ha. Đó, máy rất là đẹp luôn, máy chính hãng Huawei ha anh chị ha. Đấy, bên dưới thì nó sẽ có khắc chữ Huawei đây ha, nguồn Trung Quốc, Đài Loan. Rồi tiếp theo đó thì thanh ray được đi kèm với máy đây ha. Thanh ray được đi kèm với máy thì rất là dài, 1m8 luôn. Đấy, dài trên bên trong kia luôn ha anh chị ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ phần phía trên thì như anh chị thấy thì được làm bằng gang ha. Đây cái bộ phận này được gắn làm bằng gang hết. Đó, rất là chắc chắn luôn, gang thì rất là trắng rồi. Rồi bộ phận gắn đầu bếp thì bằng đồng thau ha, đồng thau hết. Đây bộ phận gắn hơi vào đằng sau đây, hai đường khí vào đây ha. Đây thì mình điều chỉnh cái nút điều chỉnh lưu lượng khí thôi ha, cho nó phù hợp với công việc của mình ha. Rồi tiếp theo đó thì nó sẽ tăng chỉnh lên xuống ha. Đó, nó có bánh răng, nó sẽ tăng chỉnh lên xuống được. Đó, để cho chúng ta điều chỉnh cái vật liệu cắt ha, cho nó hợp lý ha. Rồi bên sau này thì nó cũng sẽ có cái nút điều chỉnh đây, đầu bếp vào vô đây ha, vào ra đây đấy. Rồi lúc này mình có thể điều chỉnh luôn đây, nhìn chị thấy đây, điều chỉnh qua một bên này ha. Đó đấy, rất là thuận tiện luôn. Rồi bánh xe thì ở trước thì nó sẽ có hai bánh bự, ở sau hai bánh nhỏ ha. Đây bánh nhỏ đây đấy. Vỏ thì được làm bằng hợp kim nhôm rồi, rất là chắc chắn và chịu lực chịu nhiệt rất là tốt ha anh chị ha. Yên tâm, máy này rất là bền. Rồi bây giờ mình sẽ bật máy vận hành máy chạy thử cho anh chị xem. Rồi mình sẽ bật luôn cái tốc độ cao nhất ha cho anh chị xem, tốc độ cao nhất luôn. Rồi chạy này, máy chạy nè. Đấy, anh chị thấy cái máy đang chạy ha. Đó, máy đang chạy với tốc độ nhanh nhất anh chị ha. À, còn cái bộ phận này thì mình có thể điều chỉnh cái bánh xe ha, mình khóa bánh xe lại ha anh chị ha. Đây, tại vì mình mở chưa tới nè nên bánh xe nó còn cứng ha. Còn phía trước thì bánh xe chính thì nó sẽ chạy rồi. Đấy, máy chạy rất đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy ngược lại ha. Đây, đang chạy ngược lại anh chị ha. Cái dòng mà CG1-30 của Huawei này là rất là thông dụng ha, rùa cắt thẳng. Đó, được rất là nhiều công trình cơ khí
tin và sử dụng ha. Thì nếu anh chị có muốn quan tâm hay muốn biết thêm chi tiết về cái dòng rùa cắt thẳng này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video lần này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn những video lần sau.